Kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của dân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Mai cụ đế đẹp không quý vị? Anh chào em. Dạ, em xin chào anh Tấn, em xin chào quý cô chú anh chị trên toàn quốc. Hôm nay em có một số phôi mai giao lưu với quý cô chú anh chị. Mai này là mai giảo ha, bông từ 5 tới 9 cánh nha. Bông chùm luôn ha. Tất cả các cây hôm nay thì em bao phía xím toàn quốc. Em cũng cảm ơn rất là nhiều quý chú anh chị đã ủng hộ em ở những nước trước ha. Để không làm mất thời gian thì em vào chi tiết cây số 1 nha. Đây, cây đầu tiên, mã số 1. Dáng lắc lắc ha. Có tay cạnh luôn quý vị ơi. Rồi, cao. Cao là 90. 90. Đó. Có tay cạnh dáng lắc luôn. Để đẹp luôn. Hoành của em nó. Dạ 22 hoành. Rồi, 22 hoành. Để đều. Rồi, giao luôn nhiêu em? Cây số 1 em giao luôn giá 1 triệu rưỡi. Rồi 1 triệu rưỡi bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 2. Theo là cây số 2. Dáng cũng đẹp luôn ha, lắc luôn. Rồi cao là 70. 70. Hoành của em nó. Dạ 23 hoành. Rồi chính xác. Để đây quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu em? Rồi, cái mã số 2 này em giao luôn giá 1 triệu 6. Rồi, 1 triệu 6. Rồi, xuống cây. Bao ship toàn quốc nha quý vị ơi. Mã số tiếp theo, số 3. Dán bài luôn. Cây mạnh khỏe ha, quá xa mạnh ha. Cao 70. Đó, được quý vị. Được xanh hết trơn rồi này ha. Đó, quý vị cứ an tâm ha. Rồi, qua anh em nói luôn. Dạ, 19 hoành. Rồi, để em nói đây quý vị ơi. À, đầy đủ ha. Đều ha, không thiếu ha quý vị. Rồi, giao luôn nha em. Cây số 3 em giao luôn giá 500 ngàn. Rồi, 500 ngàn, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là số 4. Rồi, cao. Dạ, cao 75. 75 cao. 16 hoành. Rồi 16. Để. Đó, một củ luôn. Rồi, cái món số 4 này em giao luôn giá 600 ngàn. Rồi, 600 ngàn, bao ship luôn nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Tiếp theo là cây số 5. Số 5. Cao. Cao 50. Rồi, xe xe luôn. Hoành. Dạ, 14 hoành. 14. 14 hoành mà cụ đế đẹp nè quý vị. Đó. Đặt kẹo ha. 500 ngàn. Giờ bông xài hết ý ha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số 6. Rồi cao 90. Rồi cao 90. Rồi xây một vòng luôn. Có số tay cành nè quý vị. Đó. 15 hoành. Chính xác. Để à, cộng nó to to không có gì, trải đều hết trơn ha. Dạ, cái số 6 này em giao luôn giá 500 ngàn. Rồi, 500 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 7. Rồi, bay. Dạ, cao 75. Rồi, bay ra 75 ha. Rồi. Hai em luôn. 18 hoành. Rồi, 18. Em bên kia. Dạ 17. 17. Em 18, em 17. Rồi, em vô luôn giá 1 triệu 2. Rồi, 1 triệu 2. Hai em luôn. Rồi, xuống cây. 600. Rồi, mã số 8. Cao là 60. Đó, 60 cao thân lắc. Có cục cụ đế đẹp không? Cộng nào nó to to không à quý vị. Đế lực luôn. 19 hoành. Rồi 19. Đế à, còn nào nó to hết sức không? Cái cụ đế đặt này. Nhiều. Và 40. 40 đúng luôn. À, cộng nào nó hết sức cái cộng không? Rồi giao luôn như em. Dạ cây số 8 giao luôn giá 1 triệu. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Dạ khè luôn. Rồi mã số 9. Cao em nó luôn. Dạ chiều cao là 95. Rồi xây xây luôn. Số tay cạnh hả quý vị?
Quà anh em nó luôn. 21 quà. À, chính xác. Cộng cũng nào cái cộng to to không ha. Rồi, cái mã số 9 này em giao lưu giá 700 ngàn. Rồi, 700, bao ship tới nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cao. Cái cao là 1 mét. 1 mét. Có số tay cạnh luôn quý vị ơi. Củ đế cũng đẹp nè. Đó, nguyên cái củ luôn. Dạ, 22 quành. Rồi, củ đế nè quý vị. Đó, đặt hết trơn ha, bự nè. Rồi, giao lưu nhiêu em? Số 10 em giao lưu giá 1 triệu 2. Rồi, 1 triệu 2. Bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, có tay cành đầy đủ ha. Dạ, 18 quành. Rồi, 18. Rồi, đế đây quý vị. Đó, đầy đủ ha. Dạ, cái số 11 này em giao lưu giá 600 ngàn. Rồi, 600 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 12. Dạ, cao 1m1. Rồi, 1m1 cao. Tay cành đầy đủ. Cái gì? Hoành luôn. 18 hoành. Rồi 18. Để đẹp nè quý vị. Đó, để trải đều ha. Rồi giao luôn như em. 600 ngàn. 600 mà quý vị ơi, mà bao ship tới nhà mà. Quá đẹp. Rồi xuống cây. 13. 13. Cao. Dạ, cao 95. 95, con số tay cành luôn ha. Dán trực luôn. 22 quả. Rồi 22. Đây củ đế nè. Đó, nhạc hết trơn ha. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ cái số 13 này em giao lưu giá 1 triệu 2. Rồi xuống cây luôn, 1 triệu 2. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi lên cây tiếp theo. 14. Có củ đế đẹp. Đó, dán lắc luôn. Là cao 70. 70 mã số 14 nha quý vị. 20 rồi 20 có củ đế nôm luôn. Đó. Ở chỗ này nó bị lửa vết chủ vườn hồi xưa nhưng mà nó đã xăm cứng rồi nha quý vị. Không cứng cống rồi quý vị ơi, ngày đó đảm bảo là không có mục nha. Rồi giao luôn nhiêu đem? Dạ cái này giao luôn số 14 giao luôn giá 1 triệu. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 15. Cao. Rồi 65 cao. Hết sức cái bộ rễ luôn. 17 ha. Một bộ rễ nè quý vị. Quá xá luôn ha. Tay cành ở trên có luôn nè. Rồi giao luôn như em. Dạ cái số 15 này em giao luôn với 1 triệu 4. Rồi triệu 4. Rồi xuống cây. Rồi mã số 16. Dùng lực con xa luôn. Có tay cành luôn. Dạ cao 55. 55. Đó, trên có tay cành không quý vị? 18 quả. 18. Rồi, để đây quý vị. À, để cũng đẹp ha. Có tay cành sẵn luôn ha. Rồi, cái này em giao luôn 600 ngàn. Rồi, 600 rồi quý vị ơi. Bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. 17. À, số 17. Gì ngẩn ngơ ngẩn, ngẩn em. Cao là 70. Rồi 70, dán lắc lắc luôn. Đây 20 quành. Chính xác. Để đây. Dạ, cái 17 em vô luôn giá 800 ngàn. Rồi 800 ngàn, để nôm luôn ha, cộng lực. Rồi xuống cây. 18. Mã số 18. Cao. Xen vòng luôn. Đó, con số tay cạnh ở trên nè quý vị. Nhắn hơi lắc nhẹ ha. Dạ 19 quành. Rồi, chính xác. Đó, không để nặng nó to to không à. Đều hết trơn nè quý vị. Hết nghe ha. Hết sức ha. Rồi, cái số 18 em giao luôn 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn được cây mai đế đẹp luôn. Rồi, xuống cây. 19. Rồi, mã số 19. Cao. Dạ cao là 80.
Rồi 80 cao. Quá. Rồi cây này có bộ đế nôm sẩu luôn ha, đẹp nè quý vị ơi nè. Đẹp nha. Đó. Cái này em giao lưu giá 1,2 triệu. Nôm sẩu luôn ha. Đặt hết trơn ha, có tay cành sẵn luôn ha quý vị. Rồi có 1,2 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 20. Chiều cao là 75. 75. 19 quang. Chính xác. Để tựa hình thú ha. Bên đây thì đặt kẹo luôn ha. Dạ, cái số này em giao luôn 900.000. 900.000 có dán đế tựa thú luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 21. Cao. Dạ, cao 1m1. Rồi, 1m1. Có số tay cành luôn quý vị ơi. Rồi, xuống dưới quành dưới đế luôn nha quý vị. Dạ, 21 quành. Rồi, 21. Để đặt hết trơn ha. Quá xa luôn. Rồi, cái số 21 này em giao luôn 800.000. Rồi, 800 rồi quý vị ơi. Rồi, xuống cây, bao ship cho quý vị luôn. Nhanh tay chốt quý vị ơi. Rồi, hai mấy đây? 22. Cao là 55. Rồi, cao 55. À, có số tay cạnh luôn ha. Đó. Quan. 16 quan. 16. Để đây. Để đầy đủ ha. Rồi. Cái số 22 này em giao luôn 600.000. 600.000, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, quý vị mình đến đây là kết thúc nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì alo trực tiếp cho Dân ha nha quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.